À, hello anh em. Ui, mình đang chờ để nó ra một con đấu sĩ Malok, xong rồi mình chơi đấu sĩ luôn. Nhưng mà là có vẻ là nó không như thế được rồi. Ăn dòng này luôn. Cần thì mình sẽ lấy thêm con Omen, trừ khi lên 10 vàng thì thôi. Có nhiều giống thế. Chết giờ rồi anh em, bốn con teo kia nó cả hết một con rồng mình ấy, anh em. Nhưng mà phải lấy hết rồng thôi, bởi vì không lấy rồng thì sẽ rất là dở. Mười vàng không? Mười vàng luôn, có thương luôn. Sáng, không khóa được cái chỗ này. Không có gì lấy cả. 10 điểm anh em ơi, chỗ này là ping rồi đấy, không hơn được nữa này đâu. Chúa của thiên hà rồi đấy. Đấy. Hơi xấu nhỉ. Rồng bay đi đi. Đáp này. Vua chúa cũng chỉ như vậy thôi. Đấy con đắc này. Ui nắc sách thánh à, ngon đấy. À đấm một phát được không? Ngon quá này, hay thủ. Được đấy anh em ơi, trận này khả năng là tươi tán đấy. Trận này mình lấy con hai con rồng này mà tí nữa nó không ra thương thì nó không ra mana các thứ đấm vào mồm mình. Nhưng mà có vẻ là cũng không đấm vào mồm mình lắm rồi. Mình sẽ đấm vào mồm các bạn đấy. Cố lên. Đấm vào mồm, đấm vào mồm. Hai này nhót nhé. Cần bán thêm một rác. Không cần. Hai tên mà ăn đam nó có sấy được không nhỉ? Để xem nhá. Nhớ này bị ăn đam cũng không hồi nhiều mana lắm. Hai rồng này cũng hai rồng này, liêm này. Liêm liêm cậu liêm. Con sấy phát nào. Sấy. Ok, 10 điểm em ơi. Con rồng này sấy ngu rồi. Sao còn hai con rồng, đánh thường là chết. Rồi xong nó thổi trước à? Mình thổi trước chứ. Thổi, đánh thường. Liềm ha, tê lại phải nhót rồi anh em ơi. Ta có thêm con lau cũng ngon nhỉ. Thế con lau ghê. Phải lấy lau chứ nhỉ. Quái hạ áo đâu mình cũng cần thắng đâu nhỉ. Chuỗi thua một rồi. Này đi. Lau có tí. Chứ cầm tướng ở này mình chỉ hạn chế mất máu nhất có thể thôi, chứ cũng không mong thắng thua gì nhiều. Thua khó lắm. Chuyện của trời. 43 42 à. Này khác này. Này đúng không? Ở góc này đi. Ngon đấy, trận này chả ai có chuỗi gì. Me với bạn này chuỗi thua này. Bạn này chắc hên xui chuỗi thua nữa. Không xem là chuỗi trong này nhỉ. Không xem là người ta chuỗi mấy. Trong TF thì người ta sẽ có cháy bừng bừng. Cháy bừng bừng. Để ra ngọc đạn nữa hết ý ấy. Mà ra đồ mana 40 mana được. Đường này à. Chưa hết ý lắm. Tu Lan nè. Ok nha. Một phát rôn đi xem có gì. Có một con Arduin này. Này trông có uy tín không nhỉ? Quá uy tín là quá uy tín. Quá đẹp trai là quá đẹp trai. Chắc được các em ơi, chắc là chơi này được đó. Em dòng kia gần uni đi luôn. Con này sẽ đánh thường một vài phát.
Mình nhớ con rồng nó càng dặn ulti càng lâu là nó càng ấy mà. Thời gian niệm chú càng lâu, khoảng cách tung chiêu càng xa thôi chứ đam vẫn thế em ạ. Cách tung chiêu càng xa thôi. Sát thương phép, sát thương tối đa là sao nhỉ? Như tăng cả tầm chiêu, tăng cả sát thương chứ, đúng không? Ngon, một rồng này có đồ này, AT. AT cũng ngon. Đập 2 AT rồi đi. Sát thương tối đa, nghĩa sát thương phép là 800, nhưng mà nếu mà luyện, luyện càng lâu nó lên 2400. Ok, which is ok. AT đi. AT đứng góc không? Đứng góc khá ngon đấy, nhưng mà thôi con rồng đứng góc cũng khá đẹp. AT dùng đáy không? AT đứng đây. She's committed. Trợ thủ không nhỉ? Sách thánh sớm thì đánh trợ thủ cũng được. Rồng 7 con chắc khó lấy rồi. Nagot chắc chưa ai lấy. Nagot 12 con. Vẫn không ai có thương không? Bố mình có thương thì mình làm bố không? Ok, I like it. I like it, baby. Dòng này thôi, nóc này đẹp nhỉ. Nó vào đây. Cho nó trèo. Bố bắt đầu rồi. Siêu. Mấy bốn con này này. Voi bao nhiêu con? Mấy bốn con này, mấy bốn con voi. Bốn con voi là bốn Alice này. Anh cho dầu thổi sớm nhờ góc thương cũng khá đẹp. Cho dầu thổi sớm mình chỉ cần cho thêm cái sách thánh thôi là được. Butterfly Mail Bao Noman. Dễ đánh Noman rồi. Chích voi lại tăng. Voi đâu? Ô, bạn kia bán voi à? 14 con voi. Hai con Ali. Ô, đồ cho voi này. Đồ này ra cho tròn thêm cũng ngon. Sao giờ? Chọn gì đây giờ? Teo này. Nhót, nhót. Tèo tèo này. Cái rồng này cầm cái này lấy thổi luôn nhá. Thổi luôn, mua cà phê ni. Tục rai. Hai lau à, hai lau đi. Gì? Cà phê ni lít. Hai lau. Chắc phải kìm. Chém tóc à. Hai chém, chém, chém. Mày có thương à? Dầm thổi luôn khá đẹp. Ừ.
Cần Ngọc Đại nhỉ? Thích Cần Ngọc Đại, hai đồ này cho Thên với đồ này cho Nakoth đi. Keo đi, keo carry phết. Keo được góc không? Dốc cùng góc rồi mày thổi đẹp quá. Không được, không được, không được. Keo 2 không? Keo 2 hơi phí, nó phí tiền. Phí tiền. Actually, mình có thể chơi thế này cũng được. Trong Grab bay đi. Dòng này ngược lại, Grab bay đi. Nice. Thủ nát ám luôn, bắn nó sướng. Hai chỗ áng này. Mất chiều. Đừng xiên em ơi, đừng xiên anh. Đừng xiên tên anh. Đừng quên đôi môi anh mất. Anh dám nói chậm. Nó 2 3 cần nó 2 đâu. Xin ca. Xin ca. Tiêu 16 à? Đêm 16 xin cũng đừng quên thấy. Bốn hát ám này em trông tím thế. Rốt đau các thứ. Còn không ai có thương nữa, 10 điểm. Thên à? Thên à? Cái này cháu floor nhỉ? Thên là có. Ê, floor này. Con này xin luôn. Khóa lại liền. Thấy cần cái Ngọc Đại anh em ơi, thiếu Ngọc Đại. Thêm ba đồ luôn, sách thánh và teo. Ui, chỗ thủ. Fira, thôi giờ bán thần chắc là nhóc nhỉ. Chỗ không? This is the source of all powers. I will see my destiny to the end. Knights, to me! Thêm đồ cái dòng. Trời, muốn nó nát anh em ơi, hơi ít. Pharaoh cuối nhé, thôi bọc. Không ra nát anh em ơi. Chơi của khác thôi. Đổi cho rồng không? Trách thương nhé. Thương này bên kia. Ai thương này bên kia? Có ai đổi gì không? Không, mình chơi liều đó. Mình chơi cái này hơi liều đó. Thương này. Trong cái shit.
Thêm một hơi yếu, lên lên chín sớm lấy thêm hai. Một bộ. Hai bộ. Ui, trợ thủ mà không sống được. Tèo. Cái dòng chi ổn hồi đó ấy. Có đạn, không có. Choi. Choi cũng tạm được. Nên đuổi cho teo nhỉ. Choi thêm. Thêm này hơi mỏng. Không mỏng. Bộ khá đăng. Cần. Teo thì thêm. Đã có được còn 4. Còn lấy thương. Thương. Đấy. Đã phần thử chéo khá là đẹp. Mình sẽ thử chéo đi. Teo này lắm này đi. Lên xuống bổ. Có choi. Sớm. Một bộ. Đồng thổi được. Teo bắn thẳng này. Cười thế, thêm bộ. Ui, bổ nhầm hướng rồi em ơi. Choáng lắm. Ui, nó đánh chén này. Ôi, tìm con cát thôi anh em ơi, chắc là tươi nhất là tìm con cát. Bổ con teo đi, lấy thêm cuộc chiến. Bị thêm đi rắc. Mày thì khen xui vẫn cần. Lên nó, lên 9 chiêu chiêu thôi. Để ví một vài con khá là nó cóc nên khá là trôn. Teo bắn hơi thẳng. Khả năng đẩy góc không? Này em đẩy góc nó có thằng kia. Bị thừa nhỉ. Rồng nữa. Teo ra góc à? Teo carry. Teo ra góc đi em. Rồng ra giữa. Rồng cầm cái con trương hải thần mà anh ấy. Rồng cầm con trương hải thần nó dính đam của Nakot và các thứ nó cũng thổi được sớm hơn nữa. Thổi. Thổi công ty. Thoáng lên phát nữa. Chỉ phải ra hồi máu nào. Thoáng lên phát nữa. Mày là người. Thêm bộ. Thoáng 2. Ok. Theo ra góc tín hơn anh em ơi. Dòng này mình dính đam một chút. Tha vào trong cơn gió. Chrissy à? Chrissy? Chrissy? Không cần đâu. Sau mình sắp bỏ rồi. Trận này xong rồi trận sau nữa là mình bỏ. Tìm con cát. Kiếm ngọc đại nữa. Đại cho con ấy nữa. Thương này, rồng thổi chéo này. Rồng yếu quá. Ngọc đại không có gì nhà này, đi rắc rồi, điên. Thêm bổ được hết đâu em. Một bổ này. Quay ra bổ lần hai này. Cầm lặng gì nữa đây. Nhà này ra đi rắc sớm á. Kích phun hệ sớm. Floor. Là cốt 2 đó. Đổ cũng đẹp đây. Bây giờ mới ra này. Giờ mới ra. Là cốt này nhóc thôi. Ở đây con teo. Xong thêm con nữa. Thêm con omen. Mình sẽ đứng đây. Đứng đây. Mình đứng đây. Sẽ làm giữa này. Mình đây đi. Sẽ thấy cho Nakot. Cho rồng. Nakot. Rồng nhỉ. Nó luôn cầm đồ quá vậy đây. Trả cho. Trả ai bây giờ. Cho. Rồng hoặc Nakot thì rồng. Để mình cần thêm D-Rock này. D-Rock để mình bỏ. Thêm nó bỏ ra đuôi này ra thêm đi rắc để thêm con cát.
Crunchy. Thêm con D-Rock nào anh em ơi. D-Rock âu yếm của anh đâu rồi đây rồi. D-Rock yêu của mẹ đâu rồi. Đấy rồi. Hai thương đi. Con cát này cầm thương. À không, con cát này phải ở lại. Cát này phải ở lại, D-Rock cầm thương. Con cát ở lại. Crunchy. Sinh lâu của mẹ đó rồi. Ui đừng đấm bạn ơi. Ừ mấy thế, đừng đấm. Đừng đấm mình nhá. Người lương thiện ở đây đừng đấm mình. Cho con cát lại vì con cát sách thánh em ơi. Con cát sách thánh cộng với cả một cái liềm từ nhà trợ thủ nữa. Nên con đấy ở lại được, tăng khá tốt. Chứ con đấy cầm thêm cái này cũng được. Con thêm bên cho được, một cho gì thì cho. Cát đi, cái này cho con thêm tím. Đấy con cắt đứng giữa, con cắt đứng giữa luôn nhỉ. Cắt đứng giữa luôn. Truy hồn cho con rồng, nhưng mà rồng không hấp đại. Con cắt bên này. Con cắt này gặp thánh đồ à? Gì đấy. À, thế thì chúng ta sẽ chạy bà thôi. Chúng ta sẽ bế con Yon này lên. Sẽ đấm mồm Yon nó. Nào đi đến liền. Đấm vô mặt Yon liền. Đó. Bế Yon lên. Hai thương mà anh em, hai thương thì à chạy. Đói chạy. Mày chạy. Đây nhầm bạn rồi. Con rồng thì không kịp thổi luôn kìa. Cười ghê ha. Nhà này khỏe điên đấy. Này đánh mình không có đam để giết nhà này. Cắt yếu thêm một rồng một, thêm bổ phát cuối đâu, bổ phát cuối ở bên kia bổ không sâu tí rồi, nổ nốt một phát thôi. Phát này ăn thua. Kinh nhỉ, chưa ai đi à, trận đấu ác liệt vậy. Nào bây giờ mình bế bạn Yon này tiếp nhá, mình nếu bạn Yon là không chạy nhá. Mạch cẩn thận bạn Yon. Tại con rồng mình khá là tù, rồng mình nó hơi đần đồng độ. Nào mình sẽ gặp bạn nào đây, xem bế bạn Yon là vẫn là ngon nhất. Hai thương này bế cho Yon đúng không? Hai thương này bế vào đây với con Volcat. Bế Volcat đấm mồm mình ấy. Ô bế Yon này, bạn ấy cho mình bế Yon luôn này. Chạy 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 chạy. May không gặp. Con cát mình cứ choi này. Rồng thổi một phát đẹp này. Thêm bổ phát đẹp được không? Một bổ. Ok bạn này đi. Nhưng phải để ý bạn Yon nhá. Bạn Yon sẽ chạy mình đấy. Bạn Yon này vừa gặp bạn kia rồi, bạn ấy biết sẽ mình gặp mình. Trừ khi bạn ấy đi luôn. Bạn Yon đi luôn được thì ngon. Ngon, một bạn đi nữa rồi, thích thế. Đi đi thế này. D-Rock này. Hết rồi. Thên và D-Rock. Ok, bây giờ không tập ấy nữa này. Thì con Volcat mình sẽ khá là carry ở giữa sông được luôn. Volcat carry góc này khá được. Thương xuống đáy, Volcat xuống bên kia. Chéo đi. Crunchy đây. Ôi Lily. Lily làm thế này dở cho mình rồi. Một bổ này. Cắt mình khá gánh rồi. Hai bổ này. Cắt nhảy tiếp đi em. Ba bổ này. Bốn bổ này. Năm bổ này. Sáu bổ này. Khả năng mình cho con thêm mình ở lại đi, cho con cát bay đi đi. Cho con thêm nó ở lại nó vỗ. Thêm ở lại ở vỗ góc đấy khá đẹp đấy. Mà thế cho mình cũng nghĩ khó là bạn này. Bạn này...
Nakot 3. Đổ cho Nakot tươi phết, có thương mà không ném cho ấy luôn này, chơi hẳn Nakot luôn này. Thế con Nakot này thì mình nghĩ ném Ngọc Đại cho con rồng cũng được, bởi vì con Nakot này nó tự đánh thưởng, nó tự ra khá là nhiều mana ấy. Lúc đấy mình bị con Lilion con rồng. Rồng có một Ngọc Đại ngon. Không, mình sẽ ném cái đồ 20 mana này sang cho con. Sang con khác. Đã truy hồn. Thương. Cho mày. Thêm hai kết, thêm đại, thêm gầm hai đồ này khá tín, ba đồ này khá tín này, choi thêm này gần như bổ liên tục này, thêm bổ liên tục, con cát xuống đáy cũng không sợ này, không sợ ai giết này, bổ này tươi lắm nhỉ, này chắc cho tặng con này đã, biết ném cho ai, rồng cái cấm này đấy, à, thế thì cái hồi máu này sẽ ném cho con Omen đi. Ném cho Omen tiếp đi, vì Omen giống cái cấm này là các bạn sẽ cho Ngọc Đại cho con cấp. Và thế thôi. Đi rắc 2, còn lại cho vui. Bế rồng không nhỉ? Hay mình bế rồng nhỉ? Khả năng bế con rồng cũng khá ngon. Bế rồng. Cương bắt đáy bên này, bắt con taxi. Thế mình bổ liên tục nào em ơi, đến giờ em phải bổ liên tục rồi. Một bổ, hai bổ nào, hai bổ, ba bổ, bốn bổ, năm bổ. Ok, đừng đừng đi, đừng đi em thế thôi, em có con cát ở đấy nè. Sao con Nakot không chịu chết vậy? Ê các bạn đi đâu đấy các bạn ơi? Ê ê chứ tôi mà nó đang đánh tự nhiên nó đi bà đi đâu cay quá. Hai kết hay chiều chiều nó thôi, nhưng mà bây giờ bỏ đồ gì, cái a này đấm vào mồm lắm. Chiều cho đi rắc đi, và cái thương này sẽ cho con Dashi đi, hoặc là cho con Alice đi. Nào giờ thì ai là ai, biến rồng tiếp nhỉ, bạn ấy chạy kiểu gì đây, chạy góc bên này anh em ơi, chạy góc bên này, biến rồng tiếp này, biến rồng thì thêm bổ tiếp một bộ đó, và thêm con Dirac cầm truy hồn nữa, nếu rất nhiều bạn cầm truy hồn nên Dirac sấy hai truy hồn đấm vào mồm bên kia này. Mày cả vậy. Mày hồi máu đi, sao nó vẫn sống vậy? Anh em ơi, làm gì thằng cu ấy đi? Ê, anh em làm gì thằng cu ấy đi? Gì đây? Làm sao vậy? Em làm gì thằng cu ấy đi chứ? Ghét thế nhở? Đã đến này không ăn nhây, đảo não, hách não ngược, không ăn nhây nữa, chơi từ tốn, nhờ không ăn nhây nữa, cái này sẽ giả vờ như kiểu đến gần dây cuối mình đào đấy, mình sẽ đào sớm này, đó, cái bạn ấy bị lừa, xong rồi bạn ấy đào ngược lại, xem này. Ê, hack não được này, ô, vui hết là đấu hack não được em ơi. Tại mình gáo, mình không hay hack não được người ta đâu, nhưng mà chỉ là đấu hack não vui quá. Hay quá, bế giết con Nakot này đi nào. Ê, đừng bổ con cát nữa, bổ bên kia kìa. Ô, chết bà rồi. Tôi xong rồi. Não để làm gì không biết, trời ơi nó khỏe, nó có ba khỏe thế nhỉ, chịu á. Nhưng mà vậy thôi anh em ơi, video này mình kết thúc rồi, em thích clip trên thì hãy like subscribe và hẹn gặp lại em trong clip lần sau nhé.